Chương 84 Chương quà 20 phần 10 Chúc các độc giả nữ của nhà Taigo có một ngày lễ vui vẻ nhé. Ngày ngày vui vẻ, cả năm vui vẻ nha mũ mũ. Tàu bay Ngũ đệ tử Ninh thiển giao ngẩn ra, sau đó liền tươi cười nói Thì ra hai vị kia là đệ tử mà trưởng môn mới thu nhận Vậy về sau muội cũng là sư tỷ rồi Vẻ ngoài của nàng ta kiều tiếu đáng yêu Đôi mắt lộc thanh triệt long lanh lại hay cười rất khó khiến người khác chán ghét dịch huyền lại nói trắng ra bọn họ sẽ không gọi sư tỷ lữ cử chỉ là đệ tử trên danh nghĩa giống với khách khanh của thiên cơ môn hơn huống chi dịch huyền nhớ lại nhất cử nhất động thường ngày của du phục thời hắn đều không gọi diệp tố là sư tỷ sao có thể gọi ninh thiển giao được vậy muội đây đành phải tiếp tục làm tiểu sư muội thôi trên mặt ninh thiển giao vẫn như cũ mang nụ cười ngọt ngào dịch sư huynh đại sư tỷ sao cũng tham gia vòng sơ loại vậy muội còn cho rằng tỷ ấy chỉ biết luyện khí mà thôi quá nhàn ý mà dịch huyền lời ít ý nhiều đáp nụ cười của ninh thiển giao trong nháy mắt cơ hồ là không duy trì được nữa nàng ta biết quan hệ của dịch huyền cùng diệp tố trước nay không tốt nhưng hắn chưa bao giờ bình phẩm hành sáu của diệp tố những lời ngày nghe qua tưởng như trào phúng nhưng lại chứng minh rõ ràng rằng quan hệ của hai người đã trở nên hòa hợp ninh thiển giao cắn cắn môi do dự một lát nói dịch sư huynh muội cũng có tham gia vòng sơ loại ừ dịch huyền cũng không có phản ứng gì vô âm tông nhất định sẽ tham gia thi đấu tiểu sư muội hàng năm đều đi theo những người đó tham gia vòng sơ loại cũng không có gì ngạc nhiên muội đạt thứ hạng ninh thiển giao còn muốn nói gì đó nhưng dịch huyền đã dỗi tay đóng lại truyền tin ngọc điệp chỉ để lại một câu ta đi tu luyện ninh thiển giao ngồi trong phòng khách điếm hít một hơi thật sâu nàng ta thật ra cũng đã quen với phong cách hành sự của dịch huyền khi còn ở thiên cơ môn hắn cũng luôn như thế chỉ là hôm nay lại khiến nàng ta cảm thấy phá lệ không thoải mái ninh thiển giao nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định liên lạc sư phụ hỏi một chút trong khoảng thời gian qua thiên cơ môn đã xảy ra những chuyện gì ở đối diện rất nhanh liền hiện lên gương mặt của Dương Đàm. Ông ta nhìn thấy Ninh Thiển Giao thì rất cao hứng. Giao Giao, vừa rồi sư phụ vừa thấy tên con trên danh sách dự thi tông môn đại bỉ, còn đang định liên lạc với con đấy. Sư phụ, vì sao bọn Diệp Tố cũng tham gia vòng sơ loại? Lúc này tê cười trên mặt Ninh Thiển Giao đã phai nhạt đi, không còn ngọt ngào như khi đối mặt với dịch huyền. Vi sư cũng không rõ ràng lắm. Dương Đàm lắc đầu, lại nói dịch huyền quả nhiên thiên phú hơn người thế mà lại được ngô kiếm phái nhận làm tịnh tông đệ tử ninh thiển giao ra sức cắn cắn môi mấy người diệp tố cũng leo lên ngô kiếm phái còn nghe thấy hình như bọn họ đang ở cùng với dịch huyền sắc mặt dương đàm lạnh xuống con nhóc đại đồ đệ của trương phong phong trước nay đều không thiếu tâm nhãn nương nhờ quan hệ của dịch huyền cũng là bình thường xem ra nó lợi hại hơn trương phong phong đấy Ông ta nói xong lại nhìn Ninh Thiền Giao ở đối diện, biểu tình hòa hoãn lại. Giao Giao, còn đừng để ý mấy người chúng nó. Sư phụ thấy con ở phương Tây giành được hạng ba, hiện giờ cảnh giới đã tới tầng nào rồi. Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Ninh Thiền Giao khiêm tốn nói, không tính là gì cả. Côn Luân Lục trầm hàn bất quá cũng chỉ mới Nguyên Anh Trung Kỳ. Dương Đàm đột nhiên đứng bật dậy, đi qua đi lại vài vòng tại chỗ, kích động nói, giao giao, sau tông môn đại bỉ lần này, con nhất định có thể nổi danh khắp đại lục. Sư phụ, Ninh Thiển Giao gọi Dương Đàm lại, mấy năm nay thiên cơ môn đã xảy ra những chuyện gì vậy, du phục thời cùng nữ cửu là ai? Ta thấy đệ nhất danh sách tham dự đại bỉ của phương Đông là thiên cơ môn du phục thời. Thiên cơ môn còn có thể có biến hóa gì đâu, một đống người cả ngày cứ chạy qua đây cọ linh khí, nhờ vậy mà đúng là có một ít đệ tử đã tiến giai. Dương Đàm nhớ tới Du Phục Thời, nét mặt lạnh xuống, chưa từng nghe qua Lữ Cửu, nhưng tên Du Phục Thời kia là đệ tử Trương Phong Phong mới thu nhận, phòng trừng hắn đã chạm vào đại vận gì đó nên mới có thể giành được hạng nhất mà thôi. Ninh Thiển Giao cúi đầu suy tư, Diệp Tố nhất định là biết Dịch Huyền có thiên phú nên mới móc nối lại quan hệ của hai người, sau đó nương theo hắn cùng nhau tham gia thi đấu. Giao Giao, Tông Môn Đại Bỉ không bao lâu nữa là bắt đầu rồi. Dương Đàm nói, con cứ tập trung vào thi đấu đi, đừng để bị mấy đứa Diệp Tố làm phân tâm. Con biết rồi, Ninh Thiển Giao ngẩng đầu, Diệp Tố có lợi hại đi nữa thì bất quá cũng chỉ lấy được vị trí bét bảng mà thôi, làm sao có thể so với nàng ta được. Từ ngày 1 tháng 6 bắt đầu, cảnh nội của côn luân phái dần dần náo nhiệt lên, từng con tàu bay không ngừng từ nơi xa bay tới. Các đệ tử của các tông môn đã báo danh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại tàu bay, tàu lớn tàu nhỏ, tàu nhanh tàu chậm, mỗi con tàu đều được mọi người bình phẩm một phen. Vạn Phật Tông sao còn chưa tới? Bọn họ không phải là cách đây gần nhất sao? Năm nay đã tuyển ra được tân Phật tử, trong tông phái hẳn là còn bận chuyển giao chức vị, đến muộn cũng là bình thường. Các ngươi lần đầu tiên tham dự tông môn đại bỉ đúng không? Vạn Phật Tông không cần tàu bay đến lúc đó bọn họ sẽ đi bộ tới, mấy trăm người để chân trần, tay cầm pháp trượng, từng bước một dẫm lên bậc thang đi đến tiên đài của Côn Luân. Loại chấn động đó các ngươi cứ thấy thì sẽ biết thôi. Ta chỉ chờ mong hợp hoan tông thôi, không biết khi nào mới tới, nghe nói mỗi lần đại bỉ tàu bay của bọn họ đều hoa hòe lòe loẹt nhất. Hai ra, còn cần ngươi nói sao, trong hợp hoan tông ngay cả đồng tử quét giác cũng đều tuấn tiếu mỹ lệ, có lần ta được dịp đi theo sư phụ tới đó, nơi đó ấy hả, nói là tiên cảnh cũng không quá đâu. Thật sự đều là người đẹp như vậy sao? Tất nhiên rồi, điều thứ nhất của tông quy bọn họ chính là không thu người xấu xí. Còn ta thì rất muốn thấy ngũ hành tông, nghe nói nữ nhi của tông chủ bọn họ vì muốn đuổi kịp bước chân của lục trầm hàn mà cứng rắn cắn mười bình dược, thăng liền hai dai, lên tới nguyên anh trung kỳ. Các tông môn lớn lớn bé bé của tu chân giới đều tề tụ về đây. Mỗi ngày trên tiên đài của Côn Luân đều có tu sĩ đệ tử vừa đứng chờ xem các đại tông môn đến nơi vừa bát quái, nói cái gì cũng có. Người nghe được từ đâu vậy? Bên cạnh có người quay đầu lại nói, có thể thăng liền hai giai thì không phải thượng phẩm đan sẽ không thể làm được như thế. Ngũ hành tông lấy đâu ra được 10 bình thượng phẩm đan dược. Có vài người đứng xung quanh đó còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy bên hông đối phương có đan lô nên đành phải câm miệng. Tông môn đại bỉ diễn ra, không chỉ riêng tông phái dự thi có mặt mà các tông môn không dự thi cũng tới xem náo nhiệt. "Mau nhìn kìa, là Thượng Khuyết Tông." Bỗng nhiên có người chỉ vào không trung hô to. Mọi người ngửa đầu nhìn lên thì thấy từ giữa mây mù ở phía xa có một con tàu bay khổng lồ đang chậm rãi bay tới, chiếc thuyền mang hình dáng tỷ bà nhìn kỹ sẽ thấy thân tàu được tạo thành từ các loại nhạc cụ. Ngay cả cửa sổ của các phòng cũng có hình dáng của các loại nhạc cụ. Tàu bay bốn tầng, khổng lồ nhưng vẫn biển chuyển nhẹ nhàng. Mọi người trên tiên đài Côn Luân thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm của lục lạc trên mái thuyền. Linh phủ vì âm thanh này mà cũng rung động, trở nên nhẹ nhàng hơn. Tất cả âm thanh ồn ào dường như đều biến mất. Thượng Khuyết Tông, một trong năm đại tông, đạo là âm tu, là tông môn lớn nhất bắc phương, lần này số đệ tử giành được danh ngạch là 326 người. Trên cột buồm dựng thẳng trên thuyền có viết ba chữ Thượng Khuyết Tông, dù cho không có thì thân tàu cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều biết đây là tông môn nào. Trên tiên đài Côn Luân tuy đứng không ít người nhưng quảng trường của tiên đài cực lớn, khoảng trống ở giữa cũng đủ chứa mười mấy chiếc đại tàu bay mọi người nhìn chằm chằm tàu bay của Thượng Khuyết Tông chậm chậm bay tới, cuối cùng đáp xuống giữa tiên đài. Tàu bay khổng lồ dừng lại, đế tàu chạm xuống mặt đất của tiên đài thế nhưng lại không hề phát ra tiếng vang, chỉ có lục lạc trên mái thuyền đồng thời phát ra một trận thanh âm dễ nghe. Ngay sau đó cửa thuyền mở ra, từ bên trong hai hàng đệ tử đi ra trước, theo sau là tông chủ thượng khuyết tông chậm rãi ra tới, các đệ tử đứng ở hai bên đợi tông chủ bước ra sau đó mới đi theo sau ông tiến vào Côn Luân phái. Các đệ tử mặc một thân đạo bào vàng nhạt, mặt mày bình tĩnh, trên tay mỗi người đều cầm theo một loại nhạc cụ. Đây chính là Thượng Khuyết Tông. Ninh Thiển giao chen ở trong đám người, từ xa nhìn các đệ tử Thượng Khuyết Tông bước ra tàu bay, ngay cả đạo bào của đệ tử thôi trông cũng đã tốt hơn của tông chủ Vô Âm Tông rồi đều là âm tu tông môn vậy mà tranh lệch giữa hai bên lại như lạch trời. Ninh Thiển Giao nhớ tới tin tức thu được ngày hôm qua, là Tân Hâm truyền tới, báo hắn đã giành được thông hành đơn ở phương Nam. Vô âm tông, ba năm trước đây nàng còn cho rằng đó là một tông môn lợi hại, vậy mà hiện tại cũng chỉ có một đệ tử có thể lấy được thông hành đơn. Ninh Thiển Giao rũ mắt, giấu đi cảm xúc của chính mình, may mắn bản thân đã rời khỏi bọn họ, một mình rèn luyện, ngũ hành tông tới. Còn có ngô kiếm phái. Tiên đài côn luân lại một lần nữa náo nhiệt lên, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi có hai con tàu bay mới xuất hiện. Thuyền của ngũ hành tông thoáng dẫn đầu, thuyền của họ kết cấu cũng là bốn tầng, hình thuyền quy củ truyền thống nhưng toàn bộ thân tàu đều khắc đầy phù chú, cột buồm làm từ hồng ngọc, dù không viết tên tông phái lên đó nhưng hàng cờ xí khổng lồ với đầy phù chú được vẽ trên đó cũng đã thông báo danh tín của tông môn. Không nghi ngờ gì, chỉ cần ai không có não dám công kích con tàu này thì nhất định sẽ chỉ có một đường chết. Hơi chậm hơn ở phía sau một chút là tàu bay của ngô kiếm phái, có đến 5 tầng, trên cột buồm có hai chữ ngô kiếm, được khắc bởi kiếm, nhìn từ phía dưới cả con thuyền mang hình một thanh kiếm, to lớn cuồn cuộn, cuộn thân thuyền quanh quần kiếm ý sắc bén, nếu có người đến gần sợ là sẽ bị kiếm cắt cho trọng thương. Bắc âm Nam Nguyễn, Thượng Khuyết Tông đều đã tới, Hợp Hoan Tông sao còn chưa thấy xuất hiện vậy? Hợp Hoan Tông nhất định là Tông Môn tới cuối cùng, những lần đại bỉ trước lần nào cũng vậy. Ta nhớ bọn họ còn giải hoa một đường đến đây. Ngô kiếm phái năm nay vậy mà lại không giành được hạng nhất của vòng sơ loại, thiên cơ môn gì đó cũng không biết nhảy ra từ đâu nữa cái gì mà nhảy ra từ đâu, đó chính là thiên cơ môn kia đó. Thiên cơ môn nào cơ? Thiên cơ môn tông môn chuyên luyện khí đó đó. Ninh Thiển Giao nghe mọi người xung quanh nói chuyện, tầm mắt dừng trên tàu bay của ngô kiếm phái. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì dịch huyền hẳn là ở trên con tàu bay này. Lần đó khi hai người truyền tin nàng ta đã thấy cột buồm của tàu bay. Ngay sau đó cửa thuyền của ngũ hành tông cùng ngô kiếm phái đều mở ra, người của hai tông từ bên trong bước ra tới. Sau khi tất cả mọi người đều ra khỏi thuyền, Ninh Thiển Giao cũng không nhìn thấy thân ảnh của dịch huyền. Sao lại thế này? Liên liên bước xuống tàu bay, không màng ánh mắt của tông chủ ngũ hành tông mà liền chạy sang đội người của ngô kiếm phái, trình hoài an đi theo phía sau nàng. Mấy người diệp tố đâu? Liên liên hỏi Chu Vân, nàng ấy không phải nói đi cùng các ngươi tới đây sao? Chu Vân vươn ngón trỏ chỉ lên không trung, ở ngay phía sau kìa. Liên liên khó hiểu, nhìn lên theo hướng ngón tay nàng chỉ. Vừa nhìn liền ngây dại. Giữa không trung một thanh kiếm toàn thân hồng quang đi đầu, thanh kiếm điên cuồng phi về phía trước, ở chuôi kiếm có cột một đầu dây thừng, đầu còn lại của dây thừng kéo theo một chiếc tàu bay quái gì. Trên tàu có hai hàng ghế hai bên, ngồi bảy người, một mình Diệp Tố ngồi một ghế ở đầu tàu, du phục thời cùng dịch huyền ngồi ở hàng thứ hai hạ nhĩ và lữ cửu ngồi ở hàng thứ ba cuối cùng là minh lưu sa cùng tây ngọc tàu bay không lớn rất nhỏ nhưng thập phần lóa mắt bởi vì cả thân thuyền đều được linh hỏa bao quanh đây chính là đệ tử hợp hoan tông sao có người ngơ ngác hỏi ra tiếng tướng mạo kinh diễm như thế quả nhiên danh bất hư truyền hợp hoan tông sao lại chỉ có một nhóm người thế này được Bọn họ đang làm gì vậy? Chỉ thấy chiếc tiểu tàu bay này đến nơi cũng không trực tiếp đáp xuống tiên đài mà xoay tròn đảo quanh. Lúc này mọi người mới phát hiện ở sau mông của tàu có gắn một cái biểu ngữ thật dài, nền đen chữ vàng. Thiên Cơ môn. Không chỉ thế mà ở sau mông của tàu bay còn bắn pháo hoa, pháo hoa năm màu bùm bùm chiếu chiếu. Theo quỹ đạo xoay tròn của tàu bay trong không trung, pháo hoa cũng lưu lại tàn ảnh, cuối cùng hình thành ba chữ như cũ vẫn là thiên cơ môn. Đại sư tỷ nã pháo được chưa à? Tây Ngọc ngồi trên tàu bay thấy pháo hoa sắp tan hết nên hỏi Diệp Tố. Diệp Tố khiêng phù pháo ống lên, phóng đi. Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa lập tức cũng khiêng lên phù pháo ống. Ba người cùng nhau bắn liên tục mấy phát pháo vào trong không trung. Vô số lá phù chú bay lên cao. Những lá thanh phù phát ra từng đạo âm thanh vang dội. Cuối cùng là huyền phù trôi nổi trong không trung một lần nữa xếp thành ba chữ thiên cơ môn thiên cơ môn thiên cơ môn lại là thiên cơ môn giờ phút này trong đầu của mọi người trên tiên đài côn luân cũng chỉ còn đọng lại ba chữ này tác giả có lời muốn nói biệt danh của khớp huyết kiếm một chiếc kiếm trâu cầy cần cù chăm chỉ mọi người ô nhiễm thị giác ps hai phái tứ tông sửa thành hai phái năm tông nhé tương đương chương 85 Hợp Hoan Tông Âm thanh do thanh phù phát ra thậm chí còn kinh động cả thủ vệ của côn luân phái. Các thủ vệ vẻ mặt đầy để phòng chạy đến rầm rầm nhưng kết quả chỉ thấy trên không trung của tiên đài có một con tàu bay nhỏ đến không thể nhỏ hơn đang đảo quanh. Chỉ bé hơn hạt tiêu nhưng động tĩnh gây ra còn lớn hơn tàu bay của các đại tông môn. Đội ngũ ngô kiếm phái cũng xem đến trận mắt há mồm. Bọn họ biết mấy người diệp tố ở trong phòng chế tạo cái gì đó. Khi gần đến tiên đài Côn Luân thì nhóm của Diệp Tố xuống tàu trước. Họ lấy ra một cái tiểu tàu bay kỳ quái, ở dưới dán mấy lá huyền phù để nó nổi trên không trung Thậm chí còn không dùng linh thạch để điều khiển tàu mà chỉ có thể dựa vào khắp huyết kiếm kéo về phía trước. Lúc ấy nhìn bảy người Diệp Tố ngồi tiểu tàu bay rời đi, các đệ tử ngô kiếm phái cảm thấy chua sót đồng tình không thôi. Hiện giờ, đồng tình cái dám gì, chua sót cái vẹo gì toàn bộ biến mất, không còn một mảnh. Thiên cơ môn đỉnh thật sự, chiếc tàu bay bé tí đó còn kiêu ngạo hơn đại tàu bay của bọn hắn. Mã Tổng thu nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy có chút hâm mộ. Từ trình ngọc ngửa đầu nhìn tàu bay đang chậm rãi hạ xuống tiên đài, lời nói mang theo ý cười, quả không hổ là diệp tố. Chỉ có thiên cơ môn bọn họ mới nghĩ ra được đồ vật quái chiêu như vậy. Trung quanh ồn ào náo động ngất trời, tất cả mọi người đều đang thảo luận thiên cơ môn rốt cuộc là tông môn nào. Nếu không có chút bản lĩnh thật đúng là không làm ra được loại sự tình này đâu. Thậm chí còn có người lấy ra tố hồi ngọc bản quay lại một hồi kỳ ba giữa không trung vừa rồi. Đây là tàu bay sao? Nhìn không giống, trên đó hình như còn có đặt ghế dựa, không đúng là ghế dựa được dính vào thân tàu bay luôn. Đây là tàu bay do cửa hàng nhà ai làm ra vậy? Tạo nghiệt nha! mấy gương mặt này bọn họ thật sự là đệ tử thiên cơ môn ư không phải là người hợp hoan tông sao có người ngơ ngẩn hỏi ninh thiển giao đứng ở trong đám người nghe mọi người chung quanh không ngừng thảo luận về thiên cơ môn mà cả người đều nóng lên cảm giác xấu hổ đến nỗi hít thở không thông tràn ngập trong lòng cảnh giới hiện giờ của nàng ta đã lên đến nguyên anh trung kỳ đã có thần thức tai mắt so với tu sĩ tầm thường nhanh nhạy hơn rất nhiều Ninh Thiển Giao nghe thấy được rõ ràng nữ tử một thân y phục đỏ tươi minh diễm bước ra từ tàu bay của ngũ hành tông đã suy một tiếng nói, hoa hòe lòe loẹt. Nếu các tu sĩ xung quanh không nói nhầm người thì người nọ chính là nữ nhi của tông chủ ngũ hành tông liên liên. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười nhạo của liên liên, lỗ tai của Ninh Thiển Giao cũng liền bắt đầu đỏ lên, trong lòng sinh ra vài phần tức giận. Nàng ta không rõ vì sao Diệp Tố lại muốn tới tông môn đại bỉ để làm mất mặt như vậy tiểu tàu bay sau khi thực hiện các màn trình diễn hiệu quả nhận diện cao nhưng cay mắt người xem thì cuối cùng cũng chầm chậm đáp xuống tiên đài. Diệp Tố thu lại khắp huyết kiếm, trả cho du phục thời. Toàn bộ tàu bay bắt đầu hự hữ hự run lắc, một đường giật giật nảy nảy hạ xuống tiên đài, cũng may cuối cùng cũng bình an đáp xuống. Tàu, bay, này, cần, phải, cải, tiến. Minh Lưu xa chậm gì gì phun từng chữ nói. Đúng vậy, Tây Ngọc đỡ đỡ cây châm trên đầu, gật đầu mười phần tán đồng. Lần sau sửa lại một chút. Diệp Tố dừng hẳn tàu bay lại, nàng đứng dậy định bước ra ngoài thì Dư Quang nhìn thấy tiểu sư đệ vươn một bàn tay tới, nàng liền theo bản năng nắm lấy, dẫn hắn bước xuống tàu. Chân hắn gãy rồi à? Dịch Huyền đang định bước ra khỏi ghế để xuống tàu, nhìn thấy hành động của hai người thì không khỏi dừng lại hỏi Diệp Tố. Diệp Tố ngại ngùng tăng hắn một cái hỏi ngược lại hắn. Ngũ sư đệ cũng muốn tỉ dắt đệ sao? Sắc mặt dịch huyền liền biến đổi, không cần. Nói đoạn hắn nhanh chóng phi xuống tàu, nhìn bộ dáng từ phía sau như là đang chạy chối chết. Dù phục thời vốn chưa bao giờ phản ứng lại dịch huyền nay nhíu mày nhìn Diệp Tố, ngươi dắt hắn làm cái gì? Diệp Tố Từ lúc tiểu tàu bay đáp xuống là bọn đã chịu vạn người chú mục, Ninh Thiển Giao lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, không muốn bị mấy người Diệp Tố nhìn thấy, càng không muốn có quan hệ gì với bọn họ. Không xem nữa, một nam tử với đôi mắt hẹp dài, diện mạo Tuấn Mỹ luôn ở bên cạnh che chở cho Ninh Thiển Giao từ nãy đến giờ cúi đầu hỏi nàng ta. Không xem nữa, giản hồ, chúng ta trở về đi. Ninh Thiển Giao kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhưng mà trước khi nàng ta xoay người rời đi thì lại thấy liên liên đi tới bên cạnh Diệp Tố. Nàng ta trần chờ một hồi lại đứng lại, muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ nhi của tông chủ ngũ hành tông đó, thoạt nhìn không phải người dễ nói chuyện. Tàu bay của các người thật là diêm rúa lè loẹt. Liên liên ôm hai tay trước người, khẽ nâng cầm hỏi, lần sau chở ta một vòng thử xem. Diệp Tố cười đáp, không thành vấn đề, một chuyến 5.000 thượng phẩm linh thạch. 5.000 thượng phẩm linh thạch đủ mua đứt 10 tiểu tàu bay của cô đó. Liên liên cảm thấy Diệp Tố đang hố mình. Tiểu tàu bay không đắt, nhưng đắt ở chỗ có linh kiếm kéo nha. Diệp Tố nói xong bật cười, đâu phải muốn đi là có chuyến liền đâu, còn phải xem tiểu sư đệ có đồng ý hay không nữa đã. Các đệ tử ngô kiếm phái khác cũng ùa tới vây quanh tiểu tàu bay, nhìn tới nhìn lui đầy hiếm lạ, người một câu ta một câu bình luận dâm ran ninh thiển giao vốn dĩ trong lòng thầm mong xem trò hay muốn chờ xem diệp tố mất mặt cuối cùng lại thấy một màn như vậy nụ cười trên mặt nàng ta dần phai nhạt bọn họ vậy mà lại quen biết nhau muội sao vậy giản hồ nhìn thấy sắc mặt của ninh thiển giao bỗng nhiên trở nên không tốt liền hỏi ninh thiển giao lắc đầu một lần nữa treo một nụ cười lên mặt sau đó lôi kéo nam nhân mắt phượng vội vàng rời đi Mọi người trên tiên đài Côn Luân vẫn còn đắm chìm trong nỗi oanh tạc mà thiên cơ môn mang lại, còn chưa thể nào hoàn hồn. Thế nên chờ đến khi vạn Phật Tông đi bộ chân trần lên tiên đài cùng với hợp hoan Tông giải hoa xuất hiện thì mọi người đều không còn cảm thấy chấn động cảm xúc nữa. So với cú sốc tinh thần vừa nãy thì hai màn này chỉ là mũi. Mấy người ở bên dưới đó sao vẻ mặt lại kỳ lạ vậy? Thân truyền đệ tử hợp hoan Tông nhan hảo mặc một thân sa bào màu hồng nhạt nàng đứng trước của sổ nhìn những tu sĩ trên tiên đài côn luân mà khó hiểu hỏi một câu. Biểu tình của mấy người này cùng với biểu tình chấn động kinh diễm trong tưởng tượng của nàng không giống nhau lắm. Nhất định là vì tàu bay khổng lồ tuyệt đẹp của hợp hoan tông chúng ta khiến cho ngơ ngác không thốt nổi nên lời rồi. Một thân truyền đệ tử khác là Mai Cửu Nhân kiêu ngạo nói, huống chi là chúng ta một đường giải hoa đến đây, Ngoài Trừ Hợp Hoan Tông chúng ta thì còn có tông môn nào có thể làm ra được oanh động quy mô lớn như thế. Chờ sau khi tàu bay đáp xuống tiên đài, các đệ tử Hợp Hoan Tông toàn thân mặc sa bào hồng nhạt, đạp trên làn gió thơm bước xuống, mỗi một vị đệ tử đều có tướng mạo cực đẹp, mỗi mỹ nhân có một phong cách khác nhau, rực rỡ chói mắt, thậm chí khiến ánh nắng hè cũng đều ảm đạm đi vài phần. Theo lý mà nói, nhiều mỹ nhân như vậy đột nhiên xuất hiện thì những tu sĩ đang xem náo nhiệt trên tiên đài côn luân nhất định sẽ chấn động kinh diễm. Thế nên các đệ tử của Hợp Hoan Tông đã sớm chuẩn bị đón nhận những chàng tung hô nồng nhiệt. Nhưng mà không khí chung quanh lại trở nên thật xáo diệu, nhan hảo ẩn ẩn phát hiện có người thậm chí còn lộ ra nét mặt thất vọng. Thất vọng? Vì sao? Hà, có nhầm lẫn gì không đấy? sao ta cảm thấy đệ tử hợp hoan tông còn không đẹp bằng người thiên cơ môn vậy các tu sĩ sớm đã bị oanh tạc qua trước đó đối với hoa cỏ gió thơm căn bản không còn thấy kinh ngạc nữa bọn họ còn ở lại đây là vì lời đồn đệ tử hợp hoan tông đều là mỹ nhân tuyệt thế kéo chân họ đến giờ phút này kết quả những đệ tử đó đẹp thì có đẹp nhưng cũng không so được với mấy người thiên cơ môn vừa rồi mọi người không khỏi hoàn toàn thất vọng theo âm thanh thảo luận mỗi lúc một lớn Mai Cửu Nhân bắt được tin tức quan trọng, liếc nhìn sư muội Nhan Hảo một cái, hai người quyết định trước tách đội ngũ tìm hiểu nguyên nhân căn cơ. Kết quả vừa mới thò đầu đến gần thì liền nhìn thấy mấy người Diệp Tố đang đứng giữa các đệ tử Ngô Kiếm phái, tức khắc một trận kinh diễm, vừa vặn lúc đó Du Phục thời xoay người quay đầu lại, khiến cho Mai Cửu Nhân cùng Nhan Hảo xem được rõ ràng khuôn mặt của hắn. Hai người sững sờ tại chỗ, hít sâu một hơi sau khi hoàn hồn hai người lập tức xoay người chạy về tìm tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt. Mai cửu nhân vừa chạy vừa hô lên, sư phụ, ngài có phải còn mấy người đệ tử lưu lạc bên ngoài đúng không? Ngô Nguyệt vừa mới tán gẫu với tông chủ ngũ hành tông, quay đầu lại híp mắt hỏi, nói mê sảng gì đó. Sư phụ, ngài nhìn kìa. Nhan hảo rỗi tay chỉ vào nhóm diệp tố. Ngô Nguyệt nhìn theo tay nàng, vừa nhìn hai mắt liền sáng sực ngay sau đó nghiêm trang đó đúng là các đệ tử lưu lạc bên ngoài của ta rồi cái gì mà tông môn hàn huyên liền bị bà vứt sau đầu ngô nguyệt dẫn theo hai thân truyền đệ tử hùng hổ đi về phía đối diện diện tích của côn luân cực lớn năm đại tông sẽ được phân ở các khu gần nhau còn các tông môn khác thì ngoài thông hành đơn họ còn phải trả phí để thuê phòng ở trong côn luân từ trình ngọc đang giải thích quy tắc cho các sư tỷ đệ diệp tố mỗi một tờ thông hành đơn ngoài chính mình thì còn có thể mang theo một người vào côn luân. Diệp Tố gật đầu, lát nữa chúng ta sẽ đi theo mọi người qua đó thuê phòng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng ngửi thấy một làn gió thơm bay tới. Các đồ đệ, rốt cuộc cũng tìm được mấy đứa rồi. Ngô Nguyệt vừa đi tới liền muốn nắm tay của Du Phục Thời cùng Dịch Huyền. Du Phục Thời cùng Dịch Huyền sau khi xuống tàu bay vẫn luôn tách ra đứng ở hai bên Diệp Tố, Ngô Nguyệt muốn một tay bắt lấy một người nên thành ra Diệp Tố bị bao ở bên trong. Dịch huyền lạnh mặt né tránh bàn tay bà vươn tới, Diệp Tố nhíu mày chụp lấy bàn tay còn lại nhưng lại chỉ chụp được không khí. Diệp Tố lập tức nghiêng đầu, duỗi tay kéo du phục thời lui về phía sau. Đây là... Khắp huyết kiếm bay lên đâm về phía Ngô Nguyệt khiến bà không thể không thu tay lại. Bà kinh ngạc nhìn thành kiếm đang bay lơ lửng trước mắt. Lúc này Diệp Tố mới nhận ra có điểm không thích hợp, nàng xoay người nhìn lại thì phát hiện bản thân mình vừa rồi rũi tay ra nắm không phải là tay du phục thời mà chỉ là không khí. Những người khác bên cạnh thì lộ ra ánh mắt mờ mịt, tự hồ lúc này họ mới thấy Ngô Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Ảo thuật Du phục thời thu hồi khắp huyết kiếm, một lần nữa đứng bên người Diệp Tố, nhìn nàng khó hiểu hỏi, ngươi nhảy ra sao trốn cái gì? Diệp Tố không đáp lời hắn, nàng nhìn dịch huyền đứng ở phía trước, khuôn mặt hắn đầy lạnh lẽo, vừa rồi hẳn là đã bị cầm tay. Ngô Tông Chủ, mấy vị này là đệ tử thiên cơ môn. Tông Chủ Ngô kiếm phái từ xa đi đến nói, đừng dọa bọn họ. Chu Kỳ lại giải thích với nhóm người Diệp Tố, vị này chính là Tông Chủ Hợp Hoan Tông, tính tình của bà ấy có hơi kỳ quái, không cần để ý hợp hoan tông toàn thể tông phái từ trên xuống dưới nổi tiếng là không có một ai bình thường ngô nguyệt nghe thấy ba chữ thiên cơ môn thì thần sắc liền có chút biến hóa lại là thiên cơ môn diệp tố hơi khom người chắp tay nói thì ra là ngô tông chủ nghe đại danh đã lâu đã nghe nói qua về ta ngô nguyệt đánh giá nàng từ trên xuống dưới ta cảm thấy ngươi cũng là đệ tử lưu lạc bên ngoài của ta hơn một trăm năm trước ngô tông chủ cũng đã từng nói lời y như đúc với sư phụ của ta diệp tố thẳng người dậy chân thành nói có lẽ lần tới ngài nên sửa kịch bản lại một chút trương phong phong là sư phụ của ngươi ngô nguyệt lại cẩn thận nhìn diệp tố một lần nữa ta nghe nói hắn hiện giờ đã thành một tên xấu xí diệp tố người này vừa mở miệng là mắng người khác xấu xí điểm này thật ra lại rất giống tiểu sư đệ nha Đệ tử Thiên Cơ môn các ngươi chạy tới đây làm cái gì?" Ngô Nguyệt lại hỏi. "Sư phụ, mấy người Thiên Cơ môn bọn họ giành được thông hành đơn." Nhan Hảo Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện, còn lấy ra một tờ danh sách thí sinh dự thi của Đông Phương. Ngô Nguyệt nhận lấy, liếc nhanh từ trên xuống không khỏi có chút ngạc nhiên, Thiên Cơ môn các ngươi vậy mà thật lấy được thông hành đơn, còn lấy luôn vị trí đệ nhất. Bà gấp danh sách lại, quay đầu hỏi từ Trình Ngọc, Tiểu Ngọc, cảnh giới của con bị yếu đi rồi hả? Uy lực của thanh kiếm vừa rồi Ngô Tông chủ ngài không phải cũng đã thấy rồi sao? Chu Kỳ có điều ý chỉ nói, điểm số của Trình Ngọc thấp một chút về tình cũng có thể tha thứ được. Huống chi thanh kiếm đó của Du Phục thời ở trên lôi đài khiêu chiến bất kể ngày đêm, điểm không cao mới lạ đó. Ngô Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Du Phục thời, người chính là người giành đệ nhất ở Đông Phương. Bà đánh giá hắn một vòng, rất vừa lòng nói, tướng mạo cực hảo, lại có một thanh linh kiếm, cảnh giới kim đan hậu kỳ cũng không tồi. Người tới hợp hoan tông chúng ta đi, vị trí đại đệ tử sẽ dành cho ngươi. Mai cửu nhân đứng bên cạnh lập tức liền hô lên với du phục thời, sư huynh. Hắn không hề có ý kiến với việc danh hào đại đệ tử của mình sắp bị cỗ mất. Du phục thời chỉ hắt cầm liếc nhìn ba người một cái, sau đó phun ra một câu, xấu, không đi. Tác giả có lời muốn nói. Trích lời ngô tông chủ, tất cả người đẹp của tu chân giới đều là đệ tử lưu lạc bên ngoài của hợp hoan tông ta. Thiên cơ môn, nơi các đệ tử hợp hoan tông đang lẩn trốn. mươi 86 Tố hồi ngọc bản Ba người hợp hoan tông Trước nay chỉ có bọn họ ghét bỏ người khác xấu, hôm nay vậy mà cũng có lúc họ bị người khác ghét bỏ lớn lên xấu. Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt muốn phản bác nhưng khi nhìn vào gương mặt của Du Phục Thời thì lại yên lặng nuốt lời định nói xuống, hắn đẹp hắn nói cái gì cũng đúng. Các đại tông môn cũng không dừng lâu ở tiên đài, Côn Luân phái đã cử người ra nghênh đón, dẫn tam đại tông môn đến chỗ nghỉ ngơi đoàn người thiên cơ môn cũng di chuyển theo mọi người để báo danh xử lý chỗ ở vừa đi không được bao xa thì từ sau lưng truyền đến một trận xôn xao vạn phật tông tới người dẫn đầu bên trái là tân phật từ sao đúng vậy cốc lương thiên diệp tố sau khi nghe thấy thì bỗng nhiên dừng lại đám người minh lưu san đang đi bên cạnh cũng đứng lại theo nàng cộp 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 Pháp trượng gõ trên mặt đất tiên đài phát ra từng tiếng nặng nề, mỗi lần pháp trượng chạm xuống đất thì linh khí xung quanh nó tựa hồ cũng dung chuyển theo, khiến cho mọi người không tự chủ được mà an tĩnh lại. Diệp Tố nhìn về phía sau đoàn người, 200 đệ tử Vạn Phật Tông toàn thân mặc áo choàng màu xanh xám, có cả nam lẫn nữ, vẫn chưa quy y, chỉ là dùng mũ cũng màu xanh xám trùm lên mái tóc đã được cuốn gọn gàng, một tay của bọn họ cầm pháp trượng, một tay lần chẳng hạt Chân để trần chậm rãi đi từng bước lên tiên đài. Dẫn dầu là Tông Chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ, bộ dáng trông chỉ tầm 40 tuổi, uy nghiêm đoan trọng, các ngón tay đang lần tràng hạt có thể thấy rõ những đường dạn nứt. Nhạc Kỵ, cảnh giới đại thừa hậu kỳ, tuổi đã hơn 1.000, chấp trưởng Vạn Phật Tông đã hơn 700 năm, tục truyền ông ta đồng thời cũng là một người theo đạo thể tu, các vết nứt trên ngón tay vừa rồi cũng là do luyện thể tạo thành ánh mắt Diệp Tố lướt nhanh qua nhạc kỵ sau đó dừng lại trên người vị Phật tu trẻ tuổi bên phải ông ta, tân Phật tử của vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên. Thanh tiên tu sĩ Phật tu chỉ mới hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn thiên gầy, sắc mặt bình đạm, quanh thân như có một tầng sương mù, tựa hồ có Phật ý quanh quẩn. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Phật tử, ít nhất là giống với tưởng tượng của mọi người hơn thân hình cao lớn, Mày dậm mắt sắc của đồ tiền bối. Cốc lương thiên không bao lâu trước cũng đã lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Tông môn đại bỉ năm nay đệ tử của các đại tông môn thật không chừa cho người khác con đường sống mà ai nấy cũng đều là Nguyên Anh Trung Kỳ. Chúng ta đến cửa sổ để thắng cũng không có. Huynh nói vậy không lẽ bọn họ không phải Nguyên Anh Trung Kỳ thì chúng ta có cửa để thắng hả? Ít nhất vẫn có chút hy vọng le lói hơn hiện tại chứ. Diệp Tố nghe thanh âm nghị luận nổi lên xung quanh, nhìn đầu nói với các sư đệ sư muội, đi thôi. Tần Phật tử đã lập, ai còn nhớ rõ tiền Phật tử đâu. Chỉ là trong mắt của nàng, ngoại trừ đồ thế tiền bối, không một ai khác gánh vác được danh hiệu Phật tử. Diện tích của côn luân phái cực lớn, chứa hết số người đông đảo đến tham gia tông môn đại bỉ vẫn còn dư giả, ngoài ra các tu sĩ đến tham quan xem náo nhiệt cũng có thể thuê phòng trong côn luân để ở hoặc là thuê ở các khu vực bên ngoài gần đó đối với những người dự thi thì chỉ cần có thông hành đơn là sẽ được sắp xếp chỗ ở các người đến cùng nhau sao một chấp sự của côn luân ngẩng đầu nhìn mấy người diệp tố hỏi đúng là cùng một tông môn diệp tố đưa thông hành đơn qua muốn ở từng phòng riêng hay muốn ở chung một viện đối phương cúi đầu ghi chép thông tin thông hành đơn các ngươi tới hơi muộn nên nếu chọn viện thì sẽ hơi xa một chút chọn một viện diệp tố nói được chấp sự côn luân ngẩng đầu rót linh lực vào thông hành đơn sau khi một tiếng tách vang lên thì một con bướm liền xuất hiện trên thông hành đơn các ngươi đi theo nó là được giống với chấp sự đã nói vị trí của sân quả thật có chút hơi xa đoàn người diệp tố đi qua khu vực trung tâm ồn ào đi xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại vòng qua một núi đá lớn mới đến được sân của họ. Gần đó có bốn năm tòa đại viện, viện cách vách với bọn họ cũng đã có tu sĩ tiến vào trụ. Diệp Tố đẩy cửa ra, con bướm bay dẫn đường trong nháy mắt liền biến mất. Đại sư tỷ, linh khí ở đây. Hạ nhĩ theo sát nàng bước vào, nhắm mắt cảm thụ một hơi, cảm thán nói, thật nồng hậu thậm chí không hề thua kém linh khí thất ở ngô kiếm phái. Côn Luân có thể trở thành tu chân đệ nhất tông môn thì không riêng kiếm ý lẫm liệt mà linh khí của họ cũng sung túc vượt xa các tông môn khác. Lữ Cửu đứng ở trong sân nói, ta đã từng đến Côn Luân hai lần, muốn nhập môn bái sư. Vừa nghe thấy lời này thì Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc lập tức vây quanh lấy nàng, hai chữ bát quái viết rành rành trên mặt. Lữ Cửu ngượng ngùng nói, Côn Luân chỉ nhận những đệ tử có thiên phú cao, tư chất của ta chỉ thường thường, tham gia tuyển chọn hai lần vẫn không đậu. Nhưng hiện giờ cô lại có thể trực tiếp cạnh tranh cao thấp với đệ tử Côn Luân. Diệp Tố ngồi trên ghế đá trong viện, nhàn nhạt nói. Lữ Cửu sừng sốt, sau đó nở nụ cười, "Đúng vậy, ta không những vào được Côn Luân phái mà thậm chí còn có thể so tài với bọn họ." nếu là trước kia nàng căn bản sẽ không bao giờ dám tưởng tượng chính mình có thể lên tới kim đan hậu kỳ, không thể tưởng tượng được bản thân sẽ được trưởng lão ngô kiếm phái chỉ đạo, được đối chiến với đệ tử ngô kiếm phái. Ánh mắt của lữ cửu dừng trên người diệp tố, nếu không phải lúc trước cắn răng mua mấy lá phù chú đó, có lẽ bọn họ sẽ không có nhiều giao thoa, cũng sẽ không có chuyện cùng nhau tiến vào bí cảnh rèn luyện, bản thân cũng sẽ không tiến dai nhanh như vậy lát nữa đệ nhớ qua bên khu mô kiếm phái một chuyến diệp tố liếc mắt nhìn truyền tin ngọc điệp nói với dịch huyền tịnh tông đệ tử có hai phòng đệ còn phải qua bên đó báo danh một lần nữa đệ biết rồi dịch huyền đáp lời bỗng nhiên nhớ tới cái gì tiểu sư muội cũng tham gia vòng sơ loại nét mặt diệp tố hoàn toàn không có bất luận gợn sóng gì tuy rằng mấy ngày nay nàng vội vàng làm tiểu tàu bay không có thời gian xem danh sách dự thi của các phương khác nhưng nàng biết cốt truyện của nguyên tắc hẳn là không có phát sinh biến động nào quá lớn tiểu sư muội tây ngọc đang soi gương nghe những lời này của dịch huyền thì hơn nửa ngày mới phản ứng lại được tiểu sư muội là ai muội ấy cũng lấy được thông hành đơn không lấy được thông hành đơn thì đã không báo chúng ta biết muội ấy tham gia vòng sơ loại rồi minh liêu xa chậm gì gì nói Lời này nếu bị tiểu sư muội nghe thấy thì chỉ sợ sẽ rất tức giận. Hạ Nhĩ nhưng thật ra không nghĩ nhiều như vậy, hưng phấn hỏi: "Tiểu sư muội dự thi ở phương nào? Xếp hạng thứ mấy vậy?" Thiên Cơ môn chúng ta lại nhiều thêm một đệ tử tham gia tông môn đại bỉ rồi. Đội ngũ lại lớn mạnh. Dịch Huyền, không biết, hắn vẫn luôn bận rộn tập luyện, mỗi ngày trong đầu chỉ có làm sao để hóa giải kiếm chiêu của người khác, nâng cao đạo ý của bản thân. Tiểu sư muội của mọi người tên là gì?" Lữ Cửu lấy ra mấy tờ danh sách, "Ta có danh sách thí sinh các phương đây." Tây Ngọc lập tức thu gương lại, kéo tay nàng tới bàn đá ngồi xuống. Những người khác cũng không vội đi chọn phòng của mình mà đều tập trung lại chỗ bàn đá, trên bàn bày bốn tờ danh sách của bốn phương. Ngoại trừ Đông Phương, hình như không thấy các phương khác có đệ tử Thiên Cơ môn. Lữ Cửu kinh ngạc nói, "Đây này, Lữ cửu vừa dứt lời thì Minh Lưu Sa liền vươn một ngón tay chỉ vào tờ danh sách trước mặt cậu chàng, Ninh Thiền Giao, Vô Danh Tông. Lời này vừa nói ra, trong viện liền một mảnh trầm mặc. Quả nhiên, Diệp Tố hơi nhướng mày, bọn họ rèn luyện ở phía đông, khác hoàn toàn với lộ tuyến của nữ chủ nên không có ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện nguyên tác. Lữ cửu phát hiện bầu không khí không quá thích hợp nên yên lặng thu lại toàn bộ mấy tờ danh sách. Cuối cùng chuyện này yên lặng bị bỏ qua, mọi người tản ra từng người chọn một phòng trong viện để nghỉ ngơi, dịch huyền thì đến khu vực của ngô kiếm phái để báo danh. Diệp tố trụ ở gian phòng đầu tiên, cách vách là du phục thời, nàng vừa đẩy cửa bước vào phòng thì truyền tin ngọc điệp bên hông cũng sáng lên. Nàng tưởng là ngô kiếm phái liên lạc đến, cầm lên xem mới phát hiện là toàn gia anh. Diệp tố, ta nghe nói mọi người tới côn luân rồi đã lâu không gặp nhưng toàn ra anh vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là trên mặt có thêm vài phần kiên nghị. Chúng ta trụ ở gần Côn Luân cũng một khoảng thời gian rồi, hôm nay vừa ra ngoài thì nghe thấy chung quanh ai cũng bàn tán về thiên cơ môn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng thiên cơ môn đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tiến lên nghe ngóng, sau mới biết được thì ra là các đệ tử thiên cơ môn chế tạo ra một con tiểu tàu bay hiếm lạ cổ quái, vòng quanh trên tiên đài Côn Luân nháo ra động tĩnh không nhỏ vừa nghe thấy toàn gia anh liền biết nhóm Diệp Tố đã tới. Các tu sĩ đến tham quan tông môn đại bỉ không thể tự tiện đến nơi ở của các đệ tử dự thi nên hắn chỉ có thể dùng truyền tin ngọc điệp để liên lạc trước. Nghe nói các ngươi trên lôi đài vừa tỉ thí vừa bán pháp khí đúng không? Toàn gia anh nói, tin tức đang truyền đi rất mau, chảm kim tông hẳn là cũng đã biết rồi. Bọn họ đã đến đây rồi. Diệp tố hỏi. Toàn gia anh gật đầu, địa vị của bọn họ khá đặc thù, được phân cho một viện ở gần năm đại tông môn. Các đại tông môn nhất đẳng đều được Côn Luân an bài ở rất gần chỗ dự thi. Những môn phái có thực lực hơi kém hơn một chút giống như phá nguyên môn thì chỉ có thể chi tiền trụ ở bên ngoài. Diệp Tố híp mắt, hơi hơi nghiêng đầu, sao nàng lại bỗng nhiên cảm giác cả người toàn gia anh đều đang lộ ra một cổ hưng phấn không kiềm chế được muốn xem trò hay một vạn phần tố hồi ngọc bản ta đã mang theo đây này nói đoạn toàn gia anh liền lấy ra một khối ngọc bản từ túi càn khôn diệp tố cô định khi nào thì gửi cho các tông môn diệp tố nàng nhớ rõ lần đầu tiên gặp toàn gia anh thì đối phương vẫn là một đệ tử chính phái căn chính miêu hồng mà sao căn chính miêu hồng thuật ngữ chính trị thường thấy ở trung quốc chỉ những người có xuất thân tốt căn chính thấm nhuần tư tưởng của đảng Miêu hồng. Hai ngày nữa sẽ phát ra." Diệp Tố nói. "Bất quá nếu ở Tiên Đài Côn Luân vừa rồi đã được mọi người chú ý thì dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa làm ba chữ thiên cơ môn oanh tạc tai mắt của mọi người." "Tốt, đến lúc đó cứ nói ta một tiếng, ta sẽ chuyển ra toàn bộ." Toàn gia anh bỏ Tố hồi ngọc bản lại vào túi càn khôn. Sau khi đóng truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố suy tư một lát, sau đó lại truyền tin cho Hoàng Nhị Tiền, muốn hắn bắt đầu quang minh chính đại dùng tên tuổi của Mộc Kỳ Đại Sư bán ra những pháp khi còn động lại trước đó, đồng thời giải ra tin tức Mộc Kỳ Đại Sư là người thiên cơ môn. Vốn dĩ loại tin tức bắt quái như thế này được truyền ra vào đêm trước khi bắt đầu tông môn đại bỉ sẽ không truyền nhanh, truyền xa đến như vậy. Nhưng vì Hoàng Nhị Tiền vẫn luôn ém lại hàn tinh bùn chưa bán ra, lần này hắn lấy tên tuổi của Văn Đông tài liệu hành đồng thời truyền ra tin tức trên cùng với tin tức về Hàn Tinh Bùn nên trong thời gian ngắn liền oanh động tu chân giới. Hàn Tinh Bùn là cái gì? Là tài liệu từ trước thần vẫn kỳ, có thể chữa trị được thần khí, tuy chỉ có một giọt nhưng cũng đủ khiến toàn bộ tu chân giới chú ý. Văn Đông tài liệu hành, thiên cơ môn. Mộc Kỳ Đại Sư lần đầu tiên Quang Minh Chính Đại xuất hiện trước mắt mọi người. Ban đầu khi nghe thấy tin tức này thì có tu sĩ liền cười nhạo, cho rằng thiên cơ môn đang cố ý cọ thanh danh của trảm kim tông. Một tông phái sắp phế tông đến nơi mà có thể luyện chế ra pháp khí có thiên đạo trúc nguyện. Nực cười. Văn đông tài liệu hành từ đâu lấy ra được hàn tinh bùn. Sợ rằng có được bằng thủ đoạn không chính đáng nào đó đi. Trình độ của đệ tử thiên cơ môn lên được bách thanh bảng sao? trình độ như thế có thể luyện chế ra pháp khí không vẹo không nứt là may, còn bốc phép thiên đạo chúc nguyện. Cũng có người hoài nghi nói, Mộc Kỳ thật sự là do hai luyện khí sư chảm kim tông hợp luyện sao? Ta thấy bảo có quan hệ với thiên cơ môn cũng có ly đấy chứ. Ngược lại nếu thật sự là người chảm kim tông vì sao từ trước tới nay họ chưa bao giờ ra mặt lên tiếng. Diệp Tố đợi hai ngày nhưng người của chảm kim tông vẫn không đứng ra nói gì vẫn dùng bài cũ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên lần này họ ra thêm một chiêu đó là tung ra những lời đồn phản đòn xoáy sâu vào việc thiên cơ môn không có cách nào có thể luyện chế ra được pháp khí có thiên đạo trúc nguyện. Nhắc lại trong mấy trăm năm gần đây chỉ có trưởng môn tràm kim tông có bản lĩnh đó. Toàn huynh, tố hồi ngọc bản nên tung ra rồi. Diệp tố truyền tin cho toàn gia anh một vạn khối tố hồi ngọc bản không những được giải đều trong cảnh nội của côn luân mà còn phát đến các thành chấn khắp bốn phương tám hướng thành chấn nào phá nguyên môn cũng đều có bộ sở ta đã sớm gửi tố hồi ngọc bản đến đó từ trước chỉ cần nói một tiếng chúng lập tức sẽ đến tay các tông phái lớn nhỏ toàn nguyên anh cảm giác bản thân đang tham dự vào một chiến dịch vạch mặt quy mô lớn so với luyện khí còn kích thích hơn nhiều tố hồi ngọc bản được truyền đi khắp nơi tất cả đều là hình ảnh diệp tố luyện chế nguyệt nha sạn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết pháp khí được thiên đạo chúc nguyện chính là cải tiến từ pháp khí này. Các tu sĩ vốn ban đầu còn thề son sắt tin tưởng vào chảm kim tông lúc này toàn bộ đều ngậm miệng. Lúc này thiên cơ môn lại một lần nữa được mọi người khắp nơi trong cảnh nội côn luôn thảo luận đến khí thế ngất trời. Ngay cả năm đại tông môn cũng không được đãi ngộ này.